Ngày 27 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đang tạm giữ hai thanh niên sau khi bắt quả tang hai người này tàn trữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Hai người này là Đặng Thanh Vũ, 30 tuổi, ngụ xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới và Hoàng Hải Đức, 34 tuổi, ngụ phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Theo cơ quan công an, Vũ và Đức là nhân viên của công ty NMC có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Hiện đang có hợp đồng giặt là tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Xưởng giặt là nằm trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và được bệnh viện này giao cho công ty NMC quản lý, sử dụng theo hợp đồng. Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 26 tháng 2, tại xưởng giặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, các lực lượng chức năng do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì bắt quả tang Đặng Thanh Vũ khi đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc tại xưởng giặt của Vũ, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai người này khai nhận trong quá trình làm việc tại xưởng giặt đã mua số ma túy trên về cất giấu để sử dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự Đặng Thanh Vũ và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Hải Đức. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.